My nai nói về sức khỏe. Mother dies from cancer a week after going to GP with strange bruises. Một người mẹ đã chết sau khi bị cancer một tuần sau khi đi tới GP với những cái vết bầm là bruises, là vết bầm thâm tím. A mother of one who visited her GP with strange bruises died a week later after a rare cancer diagnosis. Ở đây rare có nghĩa là hiếm. Diagnosis là chẩn đoán. Sarah Armstrong, 22, died February 1st after doctors told her she was living with acute myeloid leukemia. Rồi, mình ngang đây là mình dừng được rồi nè. Bà này 22 tuổi, chết vào ngày mùng 1 tháng 2 sau khi các bác sĩ nói rằng cô ta đang sống với một cái căn bệnh cấp tính. Acute là cấp tính. Myeloid leukemia. Myeloid là cái tên của cái bệnh cancer. Leukemia là ung thư máu.